Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích kết quả của khí máu động mạch. Một trong những cận lâm sàng quen thuộc, các bạn thường tiếp cận trong quá trình thực tập tại bệnh viện. Đầu tiên sẽ là phần đại cương, giới thiệu về khí máu động mạch. Khí máu động mạch là một cận lâm sàng được thực hiện ngay tại phòng bệnh. Với việc lấy máu từ động mạch, thường là động mạch quay, động mạch cánh tay, động mạch bẹn, bằng ống tim có tráng chất chống đông máu heparin. Sau đó, đem đến phòng xét nghiệm máu trong khoảng thời gian sớm. Khí máu động mạch đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi điều trị nhiều bệnh lý quan trọng. Phân tích kết quả khí máu động mạch cũng giúp cung cấp thông tin để điều chỉnh thông số thở máy cho bệnh nhân đang thở máy. Khí máu động mạch là một xét nghiệm quen thuộc với mục tiêu chính. Một là xác định thăng bằng kiềm toan của bệnh nhân thông qua các thông số pH máu, PaCO2, HCO3. Hai là đánh giá thông khí của bệnh nhân với PaO2, SaO2. Tiếp theo sẽ là chỉ định. Chỉ định khí máu động mạch bao gồm những bệnh nhân hôn mê, ngộ độc, bệnh tiêu hóa, tiêu chảy, rò ruột, rò túi mật hoặc ruột non, tụy tạng, các rối loạn điện giải, tăng giảm kali, lo máu. Theo dõi điều trị, oxy liệu pháp, bệnh nhân thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, lọc thận, truyền dịch và truyền máu số lượng lớn. Điều trị lợi tiểu Về phần thực hiện, các bạn sẽ được học trong học phần huấn luyện kỹ năng dành cho sinh viên y. Ở bài giảng này, mình sẽ nhắc lại những bước chính trong thao tác lấy khí máu động mạch. Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ lấy khí máu, gồm băng gạt, gòn, cùng sát khuẩn, khăn có lỗ, ống tim 1cc đã được tráng heparin. Bước 2. Chuẩn bị bệnh nhân, đối với những bệnh nhân còn tỉnh. Bệnh nhân sẽ được làm test Allen trước khi thực hiện lấy khí máu động mạch tại động mạch quay. Mục đích cũng việc làm test Allen là để kiểm tra lưu thông máu của động mạch trụ. Đảm bảo máu vẫn lưu thông tốt trong trường hợp lấy khí máu làm tổn thương động mạch quay. Bước 3. Xác định vị trí cần lấy máu trên động mạch, sát khuẩn, trải khăn có lỗ. Thực hiện thao tác đưa ống tiêm với góc 45 độ. Mặt vác hướng lên trên, đâm kim dứt khoát. Khi thấy máu mất mé ở đốt kim, rút 1 cc máu. Bước 4. Thu dọn dụng cụ, băng gạt lại cho bệnh nhân tiến hành ghi thông tin và đem nộp ống máu sớm. Lưu ý, đối với khí máu động mạch, khi nộp ống máu cho phòng xét nghiệm cần phải cung cấp thông tin bệnh nhân, nhiệt độ lúc lấy khí máu và chỉ số FiO2 hiện tại và chỉ số hemoglobin của bệnh nhân. Tiếp đến sẽ là phần quan trọng nhất trong bài giảng lần này. Cách để phân tích một kết quả khí máu động mạch. Trước tiên, chúng ta cần phải làm quen với các thuật ngữ sau. Tình trạng toan, akiosis, là một tình trạng hoặc quá trình dẫn đến giảm pH nếu không có những đáp ứng thứ phát với yếu tố gây ra ban đầu. Tình trạng kiềm, ankalosis là một tình trạng hoặc quá trình dẫn đến tăng pH nếu không có những đáp ứng thứ phát với yếu tố gây ra ban đầu. Rối loạn toan kiềm đơn, là chỉ có một loại rối loạn tiên phát. Rối loạn toan kiềm hỗn hợp, là có từ hai loại rối loạn tiên phát trở lên xảy ra đồng thời. BAO2 và SAO2 là gì? Trong máu bệnh nhân oxy tồn tại dưới hai dạng dạng hòa tăng, thông số quyết định PaO2 dạng gắn vào hệ một thông số quyết định Sao2. Vì vậy, PaO2 là áp suất riêng phần của oxy hòa tan trong máu động mạch, Sao2 là độ bão hòa của oxy trong máu động mạch, tức phần trăm hệ một có gắn oxy. Do lượng oxy hòa tan quyết định lượng oxy gắn vào hệ một nên nếu PaO2 tăng thì Sao2 tăng và ngược lại, tức PaO2 tỷ lệ thuận với Sao2. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ hiếm gặp như hồng cầu bất thường, HB bất thường, bệnh mê thế mất lô binh huyết, co hệ mô lô binh, dẫn đến tình trạng BAO2 tăng nhưng SAO2 giảm. Vì BH, BACO2, BAO2 đo bằng máy. Các thông số còn lại có được qua tính toán dựa trên BH, BCO2, BO2, FiO2, nhiệt độ, hệ mô lô binh. Do đó, phải ghi các thông số FiO2, nhiệt độ, Hemoglobin của bệnh nhân vào phiếu xét nghiệm thử khí máu để kỹ thuật viên nhập vào máy đo khí máu thì kết quả mới chính xác. Nếu không ghi, máy sẽ mặc định FiO2 bằng 21%, nhiệt bằng 37 độ C và Hb bằng 15. Chỉ số bao 2 dùng đánh giá trao đổi khí hay đánh giá tình trạng suy hô hấp ở bệnh nhân. Bao hai từ 79 đến 60 thuộc phân độ suy hô hấp nhẹ. Từ 59 đến 40 là suy hô hấp mức độ trung bình và nhỏ hơn 40 là mức độ nặng. Ta còn dùng PaO2 để đánh giá hiệu quả của oxy liệu pháp. Các chỉ số cụ thể được thể hiện trên bảng. Ngoài ra, tỷ số PaO2 trên FiO2 còn dùng để theo dõi tình trạng sau bệnh lý. Kế tiếp, ta có thông số AADO2. Viết tắt của an véo là Arterial Gradient. Quỳnh áp oxy phế năng động mạch. AADO2, phản ánh hiệu quả của sự trao đổi khí. Bình thường thông số dao động từ 10 đến 60 mm thủy ngân trường hợp một bệnh nhân được cho là giảm oxy máu. Nếu thông số này của bệnh nhân tăng thì xác định nguyên nhân tại phổi. Còn trường hợp thông số này không giảm thì xác định nguyên nhân gây giảm oxy máu là ngoài phổi. Sau khi đã đánh giá sự trao đổi khí, chúng ta sẽ đánh giá sự thông khí. Chỉ số BACO2 nhỏ hơn 35 là tăng thông khí, còn lớn hơn 45 là giảm thông khí. Sau cùng, đánh giá thăng bằng kiềm toan. Có 6 bước đọc khí máu. Bước 1. Xác định toan hay kiềm, dựa vào chỉ số pH. Bước 2. Xác định rối loạn hô hấp hay rối loạn chuyển hóa, dựa vào BACO2 và HCO3. Bước 3. Nếu là rối loạn hô hấp thì xác định xem là cấp hay mãn, so sánh pH và pH dự đoán. Bước 4. Nếu là rối loạn chuyển hóa thì có bù trừ không, dựa vào BACO2 và BACO2 dự đoán. Bước 5. Nếu rối loạn chuyển hóa thì có anion gap hay không, dựa vào các ion natri clo, HCO3. Bước 6. Nếu toan chuyển hóa tăng anion gap thì có rối loạn chuyển hóa khác kèm theo không? Dựa vào HCO3 điều chỉnh và HCO3. Bước 1 là bước dễ nhất, xác định toan hay kiềm. Nếu pH nhỏ hơn 7.35 thì là toan. Nếu pH lớn hơn 7.45 thì là kiềm. Bước 2. Chúng ta quan sát bảng trên màn hình. Về mặt hóa học, CO2 cộng nước sẽ cho ra H2CO3. Đây là một axit yếu, được kết hợp bởi hai ion H cộng và HCO3. Do đó, nếu CO2 tăng, thì H cộng sẽ giảm, và ngược lại. Lưu ý, CO2 là chỉ số đại diện cho rối loạn về hô hấp, còn HCO3 đại diện cho rối loạn chuyển hóa. Xác định các thay đổi của BACO2 và HCO3 kèm theo sự phù hợp của pH ta sẽ có các trường hợp. BACO2 giảm, được gọi là kiềm hô hấp. BACO2 tăng, được gọi là toan hô hấp. HCO3 giảm được gọi là toan chuyển hóa, HCO3 tăng được gọi là kiềm chuyển hóa. Tìm rối loạn tiên phát được thực hiện như sau: Khi bệnh nhân có tình trạng toan máu, pH nhỏ hơn 7.35 và chỉ có toan chuyển hóa, HCO3 giảm thì rối loạn tiên phát gây biến đổi pH là do chuyển hóa, thận. Chỉ có toan hô hấp, baco 2 tăng thì rối loạn tiên phát là do hô hấp, phổi. Nếu vừa có cả toan chuyển hóa và toan hô hấp Nguyên nhân gây rối loạn tiên phát là phối hợp cả do hô hấp và chuyển hóa. Nếu không có cả toan chuyển hóa và hô hấp, hoặc là xét nghiệm bình thường, pH lớn hơn 7.35 hoặc xét nghiệm cho kết quả sai. Khi bệnh nhân có tình trạng kiềm máu, pH lớn hơn 7.45 và chỉ có kiềm chuyển hóa, HCO3 lớn hơn 28, thì rối loạn tiên phát là do chuyển hóa thận. Chỉ có tình trạng kiềm hô hấp, PaCO2 nhỏ hơn 35, thì rối loạn tiên phát là do hô hấp. Bỗi. nếu có cả kiềm hô hấp và kiềm chuyển hóa thì rối loạn tiên phát gây nên bởi cả rối loạn hô hấp và chuyển hóa. Nếu không có cả kiềm chuyển hóa và kiềm hô hấp thì có thể xét nghiệm sai hoặc xét nghiệm cho kết quả bình thường. Bước 3. Nếu là rối loạn hô hấp thì là cấp hay mãn? Để xác định được tính cấp hay mãn, chúng ta dựa vào sự thay đổi kỳ vọng giữa tỷ số của delta pH và delta baco 2 Các bạn hãy quan sát bảng trên màn hình. Các chỉ số được tính dựa vào kết quả khí máu của bệnh nhân có sẵn. Khi đã có kết quả tính, ta kết luận như sau. Trường hợp toàn hô hấp, nếu nhỏ hơn 0,003 là có kèm kiềm chuyển hóa. Nếu bằng 0,003, rối loạn hô hấp mãn. Nếu từ 0,003 đến 0,008, rối loạn hô hấp cấp trên mãn. Nếu bằng 0,008, rối loạn hô hấp cấp. Nếu lớn hơn 0,008, có kèm theo toan chuyển hóa. Trường hợp kiềm hô hấp, nếu nhỏ hơn 0,003 là có kèm toan chuyển hóa. Nếu bằng 0,003, rối loạn hô hấp mãn. Nếu từ 0,003 đến 0,008, rối loạn hô hấp cấp trên mãn. Nếu bằng 0,008, rối loạn hô hấp cấp. Nếu lớn hơn 0,008, có kèm theo kiềm chuyển hóa. Bước 4. Nếu là rối loạn chuyển hóa thì còn bù hay mất bù. Tương tự như việc xác định tính cấp hay mãn của rối loạn hô hấp. Chúng ta sẽ dựa vào so sánh BACO2 dự đoán và BACO2 đo được. Công thức tính BACO2 dự đoán là Đối với toàn chuyển hóa ta áp dụng công thức BACO2 dự đoán bằng 1,5 nhân cho HCO3 cộng 8, với sai số là cộng trừ 2. Đối với kiềm chuyển hóa, ta áp dụng công thức BACO2 dự đoán bằng 0,7 nhân cho HCO3 cộng 20, với sai số là cộng trừ 1,5. Sau khi tính được kết quả, các bạn so sánh và kết luận như bản trên và đưa ra kết luận về thực tế lâm sàng đối với sinh viên các bạn sẽ ứng dụng được bốn bước như đã nêu trên và có cho mình kết luận về tình trạng của bệnh nhân hai bước cuối mình sẽ đính kèm file trong phần mô tả để giúp các bạn dễ tiếp cận hơn với chuyên đề một lưu ý quan trọng là đọc kết quả khí máu phải dựa trên bệnh cảnh lâm sàng và tiếp cận một cách hệ thống để tìm các rối loạn kết hợp điện giải đồ Đường huyết và lạc tác máu là những thông số hỗ trợ hữu ích để đánh giá bước tranh toàn cảnh của bệnh nhân. Bài giảng đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và chúc các bạn học tốt.